Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Lá phong đỏ rồi. Hiếu Hiếu, em đi đâu vậy? Em tìm Ngu Ngu đi thu thập lá phong, là một bộ tiêu bản đẹp nhất. Nhưng cũng không được hái quá nhiều đâu nha. Bây giờ mới vào mùa thu, có rất nhiều lá cây còn đang phát triển. Tiểu Sủng ca, anh yên tâm đi. Hiếu Hiếu, hay là bạn đi hai lá phong, mình sẽ làm tiêu bản. Chúng ta phân công hợp tác, không phải bọn mình đã nói là cùng nhau đi thu thập lá phong hay sao? Nhưng mà... Ngu Ngu, bạn đừng hòng làm biến, để cho một mình làm hết đó nha. Mình đâu có đâu. Hả? Kỳ lạ, sao lá phong lại không đỏ vậy? Chắc là chưa đến lúc đó, chúng ta quay về trước, ngày khác lại tới vậy. Không đúng, mình hỏi qua rồi, vào thời gian này lá phong đáng lẽ là màu đỏ chứ. Vậy bạn nói xem, tại sao lá phong hiện tại đều là màu xanh vậy? Bởi vì trời nóng quá. Ngu Ngu, vừa nãy là bạn nói chuyện hả? Âm thanh hình như là truyền đến từ sau lưng bạn. Con à, đừng sợ, là ta đang nói chuyện. Cây phong có thể nói chuyện sao? Ông cây phong ơi, vừa nãy ông nói trời quá nóng là ý gì vậy? Hiện nay không khí ngày càng ô nhiễm, khiến cho lá cây của chúng ta không cách nào cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ. Bây giờ mặc dù là mùa thu, nhưng đối với bọn ta mà nói vẫn đang dừng lại ở mùa hạ. Vậy có cách gì hay không? Chuyện này chúng ta cũng bất lực. Có thể lá phong của bọn ta sẽ không bao giờ biến thành màu đỏ nữa. Hiểu hiểu, xem ra lần này chúng ta cũng không có cách nào cả. Hãy đi tìm Tiểu Sủng ca đi, anh ấy sẽ có được cách. Tiểu Sủng ca, Tiểu Sủng ca, anh hãy mau nghĩ cách đi. Hiếu Hiếu, em muốn anh nghĩ cách gì vậy? Ông cây phong nói lá cây đã không còn cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ nữa, chứ không còn lá phong đỏ nữa. Hiếu Hiếu, em đừng lo lắng, chỉ cần em có tấm lòng quan tâm yêu thương cây phong, chắc chắn có thể tìm ra cách. Hiếu Hiếu, mình về nhà trước đây. Ngu Ngu, không lẽ bạn không hề quan tâm tới cây phong hay sao? Tiểu Sủng ca, đây là cái gì vậy? Đây là máy điều chỉnh nhiệt độ. Chúng ta có thể dùng nó để điều chỉnh nhiệt độ của lá phong. Khi lá phong cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa. Nếu vậy lá phong có thể biến đỏ rồi. Chúng ta nhanh chóng đi giúp lá phong biến đỏ đi. Ngư Ngư, em đừng gấp gáp. Trong lúc điều chỉnh nhiệt độ, nhất định phải làm theo thứ tự. Còn nữa, hai em phải nhớ kỹ, nút màu đỏ ở trên máy điều chỉnh, ấn vào nút đó có thể khiến nhiệt độ khôi phục lại trạng thái vốn có. Vâng, em biết rồi Tiểu Sủng ca. Hiểu hiểu, chúng ta mau tới rừng phong đi. Ngu Ngu nè, sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy chứ? Hiếu Hiếu, đây là bình phun dinh dưỡng thực vật. Trước khi điều chỉnh nhiệt độ thì phun một chút lên lá phong, để cho đám lá cây có đủ dinh dưỡng để thích ứng với sự thay đổi của nhiệt độ. Tiểu Sủng ca, cảm ơn anh nha. Được rồi, mau đuổi theo Ngư Ngư đi. Ngu Ngu, không phải mình đã nói với bạn đợi một chút rồi sao? Thì cũng tương đối mà. Ngu Ngu,
Bạn cũng thật là bừa đó. Xin lỗi, xin lỗi. Mình gạt nhanh quá. Hơn nữa, mình cũng muốn lá phong nhanh chóng biến thành màu đỏ mà. Bỏ đi, vẫn là mình tự làm vậy. Hiếu Hiếu, mình cũng đâu làm chuyện xấu. Không tin thì bạn đưa bình phong cho mình. Mình nhất định mau chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được thôi, để mình xem bạn thực sự làm tốt hay giả bộ làm tốt. Cây này lớn tuổi rồi, phải phun nhiều hơn một chút. Được rồi, mình biết rồi. Được rồi, thuốc đã phun xong hết rồi. Nhanh như vậy sao? Bạn yên tâm đi. Lá phong biến đỏ rồi, lá phong biến đỏ rồi. Hiếu Hiếu, chúng ta nhanh chóng nhặt vài lá rồi về nhà đi. Hiếu Hiếu, có phải bạn điều chỉnh nhiệt độ sai rồi không? Không thể nào. Không tin bạn xem đi. Hiếu Hiếu, bạn mau nhìn những cây cỏ kia. Hiếu Hiếu, hay là điều chỉnh về mùa xuân đi. Không phải thầy giáo từng nói qua, vào mùa xuân, những cây lớn sẽ mọc lá mới, cỏ nhỏ chắc cũng sẽ mọc lên. Hiếu Hiếu, bây giờ phải làm sao đây? Mình không biết nữa. Ông cây phong ơi, ông không sao chứ? Thời tiết này lúc nóng lúc lạnh, thực vật bọn ta có chút chịu không nổi. Vừa nãy tụi con đã phun thuốc dinh dưỡng cho mọi người rồi mà. Thuốc dinh dưỡng? Đó là gì vậy? Ngu ngu, không phải lúc nãy bạn phun thuốc dinh dưỡng cho tất cả cây phong rồi sao? Mình phun rồi mà. Hiếu Hiếu, xin lỗi. Có thể thật sự là do mình không phun thuốc đàng hoàng. Mình gấp gáp muốn về nhà. Ngu ngu, nếu bạn thật sự không quan tâm tới cây phong, có thể không cần tới giúp mình. Mình đương nhiên quan tâm cây phong rồi. Nhưng bởi vì hôm nay ba mình không dễ gì mới về nhà một chuyến. Mình đang nghĩ muốn nấu cho ba mình bữa tối. Cho nên bạn mới gấp gáp như vậy hay sao? Hiếu Hiếu, xin lỗi. Ngu ngu, người xin lỗi phải là mình mới đúng. Mình vẫn luôn cho rằng là bạn không tốt. Nhưng người không có tâm yêu thương nhất là chính là bản thân của mình. Con à, nhất định đừng nản lòng. Là lỗi của con mà, con đã hại mọi người rồi. Chỉ cần con có tâm yêu thương mọi người, cuối cùng cũng có thể tìm ra cách hay. Vậy ông cần tụi con giúp ông làm gì không? Thực vật bọn ta không cần gì cả. Chỉ cần có ánh sáng mặt trời, có thổ nhưỡng, có nước sạch và tâm yêu thương của tụi con là đủ rồi. Nước? Con đi lấy nước trong liền đây. Hiếu Hiếu, không phải trên tay bạn đang cầm nước sao? Đúng rồi. Ngu ngu, mà là có bạn nhắc nhở. Mình cũng đến giúp đỡ. Nhưng mà ba bạn không phải sắp về nhà sao? Những cây phong bị bệnh cũng là do mình gây ra. Mình làm sao có thể không quan tâm họ được? Nếu ba mình biết được cũng sẽ không vui đâu. Vậy được, mình hãy cùng nhau chăm sóc rừng phong. Nhưng mà chỉ có một bình phun thôi. Mình đi nhặt lá phong, khiến cho ngôi nhà của những cây phong trở nên sạch sẽ. Hả? Sao Long ơi, vì những cây phong này bị bệnh rồi, em đi những nơi khác mà kiếm ăn đi. Ngu ngu, những lá phong héo này phải làm sao đây? Mình nghĩ xong rồi, đem những lá phong này đi chôn. Thầy giáo từng nói, những lá cây héo này có thể giúp đất đai màu mỡ hơn. Ngu ngu, bạn biết nhiều thật đó. Hiếu Hiếu, bạn đừng nói như vậy, mình nên học theo tính tỉ mỉ của bạn đó. Chúng ta nên học hỏi lẫn nhau, còn nhớ trong Đệ Tử Quy có câu: nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người nghe thẳng dần dần gũi. Sao vậy Hiếu Hiếu? Hết thuốc rồi. Chuyện này hay là tụi mình quay về tìm Tiểu Súng Ca để lấy thêm ít nữa. Mình lo lắng thời gian qua lâu, những cây phong sẽ chết khô. Ngu ngu, cẩn thận dưới chân bạn. Sầu Long, cảm ơn các em nha. Sầu Long, các em vất vả rồi.
Hiểu hiểu, đây có phải là kỳ tích mà người ta thường nói tới không? Đây không phải là kỳ tích, mà là tâm yêu thương của tụi con. Ánh nắng ấm áp, đất đai màu mỡ, nguồn nước sạch sẽ. Những thứ này đã làm cho chúng ta một cuộc sống mới. Nhưng quan trọng nhất là tâm yêu thương thuần khiết của các con. Tiểu Sủng ca, trả anh bình phun và máy điều chỉnh nè. Cảm ơn anh nhiều. Lá phong đỏ đâu? Đều ở trên cây. Chỉ có lá phong ở trên cây mới là đẹp nhất. Em về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt mỗi ngọn cây cọng cỏ xung quanh mình, khiến thiên nhiên ngày càng đẹp hơn. Các bạn nhỏ thân mến, tập này nói tới yêu mọi người. Ý muốn nói khi chung sống với mọi người phải bình đẳng bác ái, không những phải chân thành cung kính với mọi người, đối với dạng sự dạng vật đều nên có tấm lòng nhân ái. Nam mô A Di Đà Phật.